Rồi các bạn, tối hôm nay chúng ta sẽ có một buổi tĩnh tâm ngắn ngắn trước khi mà các bạn bước vô ngày gì biết không? Ngày gì? Bổn mạng. Rồi chúng ta sẽ dành cái giờ này không phải là để chúng ta đến đơn thuần là nói này nói kia rồi chúng ta cười vui rồi về. Nhưng mà ngày hôm nay anh Long chắc chắn rằng các bạn sẽ có được một cái ý tưởng mới về công việc giúp lễ của mình trong giáo xứ. Để từ đó chúng ta thánh hóa cái công việc của mình ở trong giáo xứ, không phải là để đơn thuần là đến phiên thì mình giúp, nhưng mà nó là một dấn thân của các bạn và làm mới lại cái động lực để mà các bạn tham gia nhóm giúp lễ. Ok, rồi bây giờ anh Long xin mời các bạn cùng đứng ha, chúng ta cùng thánh hóa. Rồi, vâng, cảm ơn anh Ân nhiều. Rồi mời các em ngồi xuống ạ. Vâng các bạn, ngày hôm nay anh Long sẽ muốn chia sẻ với các bạn một cái đề tài, đó là ơn gọi giúp lễ. Các bạn có từng nghe được chưa? Có từng nghe ai nói là giúp lễ là một ơn gọi không? Các bạn, để đứng kế bên bàn thờ như các bạn bây giờ, đố các bạn ai trả lời được có quà nhé. Để đứng được trên bàn thờ, đứng sát bàn thờ, kế bên chủ tế và chuẩn bị những món đồ mà chủ tế, những vật dụng mà chủ tế sử dụng cho việc dâng lễ, đố các bạn phải tốn bao nhiêu năm tu hành thì mới được làm những công việc đó? Đố các bạn phải mất bao nhiêu năm? Rồi anh Long mời em. Thưa anh, là giảng thầy là 10 năm. Thường là 10 năm. Ví dụ như là từ giai đoạn nào đến giai đoạn nào thì mới được giúp lễ em? Đầu tiên là từ 7 năm trước là mình vào để làm thầy. Sau đó mình tốn 3 năm để phụ giúp một số giáo xứ mà mới được làm cha. Ok, cảm ơn em. Xin cho bạn một tràng pháo tay à. Vâng, bạn tính là 10 năm là lên tới hàng linh mục luôn rồi. Bạn tính lên tới hàng linh mục luôn rồi. Nhưng mà cũng có một món quà tặng bạn, đó là một cái móc khóa dòng tiền. Rồi, một hồi nữa tất cả mọi người đều có quà nha. Hôm nay đi tĩnh tâm là cũng có quà. Ai đi tĩnh tâm là có quà, còn bạn nào ở nhà thì không có quà. Các bạn, nếu như để đứng trên bàn thờ giống như các bạn, để đưa một cái chén thánh lên cho cha, đưa ly rượu lên cho cha, đưa nước lên cho cha, chúng mình phải tốn từ 5 đến 7 năm trong nhà tu. Đi học thuyết 3 năm. Trước khi mà làm tu sĩ là tụi mình phải ở nhà tập 2 năm. Rồi đi học thuyết 3 năm là mấy năm rồi? 5 năm. 5 năm đi thực tập 1 năm đến 2 năm, lại cho là 2 năm đi, là mấy năm nữa? 7 năm. 7 năm bắt đầu được gọi về học thần học. Thần học năm 1 tụi mình được lãnh chức gọi là chức đọc sách, là chức 1, chức đọc sách. Đã được giúp lễ chưa tụi em? Chưa, vậy thì cộng thêm 1 năm nữa là mấy năm? 8 năm. Lên thần 2 mới được lãnh chức giúp lễ là tổng cộng mấy năm? 9 năm. Là lúc đó tụi mình mới được bước lên trên cái bậc tam cấp kia kìa, dâng những của lễ đó cho cha để cha dâng lên bàn thờ. Thấy các bạn xịn không? Xịn không? Không cần tốn 9 năm mà chạy hết chỗ này chỗ kia trên đền cung thánh. Vậy thì hôm nay anh Long muốn chia sẻ cho các bạn một cái điểm như vậy. Ơn gọi để trở thành một giúp lễ nó xịn đến mức độ nào? Xịn lắm ha. Vậy thì anh Long sẽ mời các bạn cùng nghe một cái đoạn kinh thánh. Các bạn ngồi, các bạn nghe và các bạn lắng đọng, các bạn nghe xem câu chuyện này nó có giống cuộc đời của mình không ha, thử xem. Vậy thì cái gì nó gắn bó chúng mình để các bạn phải ở lại trong giúp lễ 6 năm? Có khi cái mạch của mình già còn hơn linh mục nữa mà mình vẫn ở lại giúp lễ. Rồi anh Ân sắp sửa lập gia đình rồi vẫn yêu mến giúp lễ, đúng không? Cái gì nó làm cho mình trở nên thoải mái trong giúp lễ?
các bạn cùng nghe một đoạn kinh thánh ha. Chúng ta sẽ nghe đoạn kinh thánh về Thiên Chúa gọi ông Samuel. Cậu bé Samuel phụng sự Đức Chúa. Có ông Eli trông nom. Thời ấy lời Đức Chúa thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Eli đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Samuel đang ngủ trong đền thờ Đức Chúa, nơi có đặt hòm bia Thiên Chúa. Đức Chúa gọi Samuel, cậu thưa, dạ con đây. Rồi chạy lại với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu, con về ngủ đi. Cậu bèn đi ngủ. Đức Chúa lại gọi Samuel lần nữa. Samuel dậy, đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Ông bảo, thầy không gọi con đâu con ạ, con về ngủ đi. Bây giờ Samuel chưa biết Đức Chúa và lời Đức Chúa chưa được mặc khải cho cậu. Đức Chúa gọi Samuel lần thứ ba. Cậu dậy đến với ông Eli và thưa, dạ con đây, thầy gọi con. Bây giờ ông Eli hiểu là Đức Chúa gọi cậu bé. Ông Eli nói với Samuel, con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa, lạy Đức Chúa xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel về ngủ ở chỗ của mình. Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước, Samuel, Samuel. Samuel thưa, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe. Samuel lớn lên, Đức Chúa ở với ông và người không để cho một lời nào của người ra vô hiệu. Rồi các bạn, anh Long đố các bạn, hồi nãy ở trong đoạn kinh thánh có mấy nhân vật? Ba nhân vật. Nhân vật thứ nhất là nhân vật gì? Samuel. Nhân vật thứ hai? Eli. Nhân vật thứ ba? Thiên Chúa hay gọi là Đức Chúa. Đố các bạn, cái khung cảnh mà Đức Chúa gọi Samuel là lúc đó Samuel đang làm gì? Đang ngủ. Đang ngủ. Nhưng mà Samuel ngủ ở đâu? Trong đền thờ. Một chút xíu thông tin về kinh thánh để các bạn có thể lên mặt với những người khác. Lên mặt ở đây là lên mặt theo nghĩa là chúng ta hiểu kinh thánh nha, chứ không phải là mình kiêu ngạo ha. Đố các bạn, ở trong văn hóa người Do Thái, ai mới được ở trong đền thờ và ở ngay cái chỗ gần hòm bia Thiên Chúa? Đố các bạn á, ai? Những người nào có thể? Những người nào? Em thử đoán xem, những người nào có thể được ở gần hòm bia Thiên Chúa? Những người kinh sư. Kinh sư. Ai nữa không? Không lẽ kinh sư nào cũng được vô hết hả em? À, hay mấy ông hay đọc kinh cầu nguyện là những ông tư tế đúng không? Đúng rồi. Ông tư tế rồi, cảm ơn em. Các bạn có nhớ có một nhân vật khi mà bốc thăm để được dâng hương trong đền thờ không? Và khi mà ổng bốc thăm chúng, ổng vô dâng hương và Chúa cho ổng một thị kiến là ổng sẽ được sinh một con trai, và sau đó ổng bị câm cho đến lúc sinh đứa con trai ra không? Có bạn nào nhớ tên ông đó không? Rồi, mời em. Phải là ông Zacharia. Chính xác rồi, cho bạn một tràng vỗ tay. Zacharia. Vậy thì alo, vậy thì tại sao phải bốc thăm? Tại sao phải bốc thăm? Tại sao mà bốc thăm? Nghĩa là khi mà bốc thăm là có một người hay nhiều người em? Nhiều người, đúng không? Nhiều người mà
ai may mắn lắm thì mới được chúng cái thăm. Và cái ông đó được vô đâu? Vô trong đền thờ và gần ngay cái hòn bia Thiên Chúa, giống như trong nhà thờ của tụi mình. Từ đây đến đây ai lên cũng được đúng không? Bước lên bậc tam cấp này có phải ai lên cũng được không? Đúng không? Bước lên bậc tam cấp này có phải ai lên cũng được không? Chụp hình không? Chụp hình bây giờ không được leo lên luôn. Ví dụ em có việc em mới được vô đúng không? Em đi lên đọc sách, các cô chú đưa cái lắc giỏ lên, hoặc là các sơ đưa hoa lên. Bước lên bậc tam cấp này phải những người có phận vụ trên gian cung thánh mới được, mới được lên. Tuy nhiên lên thêm ba bậc nữa, đố em ai được lên? Chỉ có linh mục thôi đúng không? Vậy thì trong đền thờ của người Do Thái y chang như vậy luôn. Ở phía bên ngoài tất cả mọi người đều được vô, nhưng mà chỉ có con trai thôi nha. Phụ nữ có một cái sân riêng. Không, cái đó mình nói chuyện khác nữa. Phụ nữ có một cái sân riêng, nhưng mà con trai được đi vô trong đền thờ. Trong cái gian thờ này tất cả mọi người đều được vô. Đi vô phía bên trong đền thờ nữa chỉ là các tư tế. Nhưng mà được bước lên cái nơi cực trọng có hòn bia Thiên Chúa thì chỉ có một người, đúng không? Thượng tế. Nhưng ở trong đây Samuel ngủ trong đền thờ Chúa, nơi có đặt hòn bia Thiên Chúa. Nghĩa là Samuel ở rất gần Chúa. Vậy thì chúng ta sẽ, với cái khung cảnh này, mình sẽ biết được cái ơn gọi giúp lễ của mình nó ghê gớm mức độ nè, xịn lắm. Có phải ai cũng được bước lên danh cung thánh đó đứng, đúng không? Không phải ai cũng được hết, chỉ có tụi em thôi. Nguyên cái xứ Tân Mỹ này mấy ngàn người, chỉ có tụi em mới được lên cái trên đó đứng trong những thánh lễ. Ngoại trừ cái ông thợ điện, ông lên ông sửa điện, hoặc là ông lên ông sửa cái bàn hay ông làm cái gì đó thì không tính ha. Nhưng mà trong thánh lễ, đố tụi em, ngoài linh mục ra ai được đứng trên đó? Phó tế. Ngoài phó tế ra nữa ai nữa? Các thầy. Không, các thầy bình thường cũng không đứng đâu. Ngoài, thí dụ như ở xứ mình có mỗi cha xứ Du Xe thôi, ngoài cha xứ ra thì ai được bước trên lên đó nữa? Hả? Là tụi em giúp lễ, đúng không? Ví dụ như đang thánh lễ diễn ra bình thường, anh Ân, anh trưởng giúp lễ, anh muốn đưa ly nước lên cho cha, để cha có thể sau khi bài giảng xong mà cha mệt quá cha uống một chút xíu. Anh Ân có thể mặc cái bộ đồ bình thường như vậy chạy lên đưa nước cho cha không? Không. Phải ai đưa? Giúp lễ. Tại vì trong cử hành phụng vụ, giúp lễ được xem như là một yếu tố quan trọng phục vụ trên bàn thờ. Đó là lý do tại làm sao mà các cô đi lắc giỏ xong các cô đứng ở đâu? Đứng ở đây, không có bước lên đây. Sau đó thì ai xuống lấy các em? Giúp lễ. Hôm nay anh Long muốn chia sẻ với các bạn một điểm như vậy thôi. Đó là trở nên một bạn giúp lễ là ơn của Chúa, đúng không? Trước giờ ai nghĩ giúp lễ là ba má con xin vô? Giơ tay thú thật xíu hoàng hôn coi, ba má con xin vô để con ở nhà con quậy quá thầy ơi. Ba má xin vô chứ không phải con muốn vô giúp lễ. À em hả? Em hả? Bình thường em ở nhà có quậy không? Có hả? Xong rồi ba mẹ gửi vô giúp lễ. Vậy thì em lại càng giống Samuel. Samuel có những nét đặc biệt so với những bạn trẻ cùng trang lứa, cho nên Samuel được gửi vào nhà Đức Chúa thoải mái. Cho nên tất cả những bạn ngồi đây đều có ơn gọi trở thành giúp lễ. Ok. Các bạn biết, thứ nhất, ơn gọi giúp lễ là do ai ban các bạn? Chúa ban. Vì sao? Anh Long nói điều này là các bạn thấy, là tự nhiên các bạn thấy ngưỡng mộ về chính mình nè. Nếu như anh Long không nói
các bạn sẽ không ai nói cho các bạn đâu. Các bạn sẽ nghe cái điều này và các bạn tự ngưỡng mộ chính mình. Đó là giữa biết bao nhiêu tiếng gọi ở trong cuộc sống, nhưng các bạn nghe được một tiếng gọi: Tú ơi, vô giúp lễ. Đạt ơi, vô giúp lễ. Thiện ơi, vô giúp lễ. Phước ơi, vô giúp lễ. Tại làm sao các bạn không nghe thấy cái tiếng kêu: Mày ơi, đi đánh nét. Ê, cúp học. Ê, trốn học, đá banh. Các bạn có nghe được tiếng đó không? Các bạn có nghe không? Nhưng mà lâu lâu các bạn có nghe bạn bè của mình nói giống vậy không? Nhưng mà các bạn vẫn: Thôi, tao đi về, để tao đi giúp lễ. Xịn không? Vậy thì giữa biết bao nhiêu tiếng gọi, các bạn nghe được một tiếng gọi Chúa gọi mình đi, đi giúp lễ. Ok các bạn. Vậy thì các bạn nè, khi ở trong cái đoạn Kinh Thánh đó, đố các bạn: Chúa gọi Samuel mấy lần? Ok, rồi, hồi nãy giờ bên đây rồi. Rồi mời em. 4 lần. Dạ anh là 3 lần. 3 lần. 3 lần, đúng không ạ? Rồi anh Long cảm ơn. Rồi mời em thử. Mấy lần em? Thầy là 5 lần, 4 lần. 4 lần. 4 lần, nghĩa là gọi lúc đầu, xong gọi thêm lần nữa, xong rồi gọi thêm 2 lần nữa. 4 lần lượt hả ta? Có ai có ý kiến khác không? Mấy lần nè, giờ một người nữa quyết đoán mấy lần. Mấy lần? Tú, 3 lần. Xin cho một vòng pháo tay cho những người trả lời 3 lần. Chính xác. Vâng. Các bạn, Chúa gọi Samuel lần thứ 3 có một câu. Và các bạn, vì sao người ta lại nhấn mạnh đến cái việc Thiên Chúa gọi lần thứ 3? Các bạn có nhớ ông Phêrô trong cái đêm vườn cây dầu á: Chúa đừng có lo, đứa nào bỏ Chúa là thằng đó nhục, còn riêng con là cho dù trời đất có sập xuống con cũng không chịu bỏ đâu. Cuối cùng ông chối Chúa mấy lần? Gà chưa kịp gáy. Rồi Chúa, ông đã chối Chúa. Ôi trời. Các bạn, sau đó Chúa Giêsu hiện ra với ổng ở trên bờ biển và Chúa nói rằng: Phêrô, anh có yêu mến thầy không? Có. Và ổng phải lặp lại rằng: Con yêu mến thầy mấy lần? Cũng 3 lần. Vậy thì Chúa, Đức Chúa gọi Samuel hôm nay mấy lần? 3 lần. Các bạn thân mến, một nét văn hóa của người Do Thái. Thí dụ em phát hiện ra anh Tú đi trốn học, xong em chạy lại em mét mẹ của anh Tú. Mẹ anh Tú kêu ta không có tin. Em phải rủ thêm hai bạn khác nữa, tổng cộng là mấy người? 3 người. Thì lời làm chứng của em mới được gọi là sự thật. Thánh Phêrô phải nói rằng: Con yêu mến thầy 3 lần, để nói lên sự xác tín. Và Thiên Chúa hiện ra với Samuel 3 lần để xác chuẩn rằng ơn gọi của Samuel là để dành cho Chúa. Và Samuel chạy lại với Đức Chúa mấy lần? Đúng 3 lần. Và cuối cùng, sau 3 lần đó, cái ông Eli á, ông già rồi tụi em, ông già lắm rồi, ông lẩm cẩm rồi. Ông bị thằng Samuel làm phiền quá, cứ đang ngủ ngáy khò khò. Cái Samuel chạy lại: Thầy, ai kêu con hả? Kêu con đi uống trà sữa không? Thì cái lúc đó ông nó mệt lắm rồi, ông phát hiện ra là có thể là Đức Chúa gọi, vì Samuel đang ở đâu? Ở trong đền thờ và ở gần hòm bia Thiên Chúa. Cho nên nói rằng sau khi mà con nghe được cái tiếng gọi Samuel thì con hãy đáp lại: Lạy Ngài, xin hãy phán
vì tôi tớ ngài đang lắng tai nghe. Tuyệt vời, trời ơi, giúp lễ của Tân Mỹ quá tuyệt vời. Vâng các bạn, như anh Long đã chia sẻ với các bạn, Samuel chạy đến Chúa 3 lần. Chúa gọi Samuel 3 lần. Và ơn gọi của các bạn là ơn gọi để đứng kế bên bàn thờ. Xịn. Cái này không phải là ba mẹ bắt tụi em đi. Nếu như ba mẹ bắt tụi em đi mà tụi em không yêu mến, không dấn thân, đố tụi em có trụ lại lâu không? 6 năm. Em mấy năm rồi? 7-8 năm rồi. Nếu như em không yêu mến việc giúp lễ, tụi em có trụ lại lâu được không? Giống như chúng ta đi cưa một cái bạn gái vậy. Chúng ta crush một bạn rồi mà mình không thích nữa, chúng ta có ở lại lâu nữa không? Ok, let's go. Let it be. Let it go luôn. Rồi. Các bạn, giúp lễ là một ơn gọi. Ơn gọi để trở nên cậu bé Samuel hằng ở trong đền thờ phụng sự Đức Chúa. Quan trọng lắm các bạn. Vậy thì anh Long sẽ dành cho các bạn một chút ít thời gian thinh lặng thôi. Anh Long thử hỏi thôi, có bao giờ các bạn tạ ơn Chúa vì ơn gọi mà các bạn được nhận không? Các bạn được giúp lễ ha, các bạn được đứng trên bàn thờ, khi mà chay dâng của lễ lên thì các bạn được nhìn của lễ rất gần, xa xa dưới có khi người ta không có thấy. Các bạn được nhìn thấy máu Chúa, các bạn được nhìn thấy thịt Chúa, các bạn được nhìn thấy từng cử chỉ của cha chủ sự ở trên bàn thờ mà những người khác không thấy. Có thì ba mẹ của các bạn đi lễ trễ quá, ghế trong nhà thờ không đủ, phải ngồi bên ngoài, chỉ nghe được âm thanh thôi, nhưng các bạn nhìn thấy ở trên đó. Có bao giờ các bạn tạ ơn vì điều đó không? Anh Long bước vào trong giúp lễ lúc anh Long mới học lớp 5 và kết thúc giúp lễ là lớp 11. Rất yêu mến đời sống giúp lễ. Ở giáo xứ của anh Long lễ lúc 4:45 sáng. Rất yêu mến đời sống giúp lễ. Vì sao? Vì mỗi một lần cha đưa mình thánh lên là mình được lắc chuông. Nó thánh thiêng lắm tụi em. Không có tiếng chuông của tụi em là cái thánh lễ của giáo xứ ngày hôm đó nó buồn lắm. Không có sự hiện diện của tụi em trong thánh lễ thì ngày hôm đó nó buồn lắm. Tự nhiên cha lững thững đi ra có một mình à, đúng không? Buồn không? Rồi các bạn không biết là cái tầm ảnh hưởng của các bạn to lớn như thế nào trong thánh lễ đâu. To lắm. Ví dụ như cái ngày hôm đó các bạn giúp lễ một cách sốt sắng, nghiêm trang, đi đứng đàng hoàng, đúng phiên của mình là 4 người thì 4 người lên giúp, 2 người thì 2 người lên giúp, đi đàng hoàng, tử tế, nghiêm trang, thì thánh lễ ngày hôm đó rất là đàng hoàng, nghiêm trang. Nhưng cái ngày nào á mà các bạn chỉ cần bối rối, chia trí, vội vội vàng vàng, làm cái này làm cái kia, rớt cái này bể cái nọ, cái ngày hôm đó ở dưới người ta cũng chia trí luôn. Ảnh hưởng rất là lớn ha. Chính vì vậy mà anh Long muốn nói cho các bạn một điều này nè. Giúp lễ là một ơn gọi và là một công việc rất quan trọng trong thánh lễ. Vô thánh lễ rồi, thí dụ như hôm trước anh Long tới giúp cho các bạn tuần thánh đúng không? Trước thánh lễ anh Long chạy lắng ngoắng ở trên đây chuẩn bị set up cái này cái kia. Nhưng vô thánh lễ một cái, khi mà anh Long muốn đưa cái gì ra thì anh Long nhờ ai? Giúp lễ, đúng không? Vô thánh lễ một cái là nó có phẩm trạch ngay. Có khi tụi em xịn hơn quý sơ quý trời thầy luôn. Tụi em là cái người đưa sách ra cho cha, tụi em là cái người trải khăn bàn thờ, tụi em là cái người bưng hoa lên bàn thờ.
tụi em ở kế bên bàn thờ. Cho nên mỗi một ngày mà tụi em bỏ phiên, ôi hôm nay có anh Ân rồi cho nên là mình đi đánh một ván game rồi mình về, mà mình không báo với ai hết. Ngày hôm đó có một người giúp lễ à, cái ngày hôm đó có hai, có một mình cha du xe ra dân lễ thôi, mất phiên. Tụi em không thằng cảm thấy buồn, nhưng mà thánh lễ ngày hôm đó nó mất đi cái vẻ trang trọng của giáo xứ mình. Còn thánh lễ vẫn thành sự, thánh lễ vẫn trang nghiêm, nhưng mà về hình thức bề ngoài người ta cảm thấy sao hôm nay trên bàn thánh nó vắng quá, đúng không? Đúng không? Rồi, vậy thì các bạn, anh Long dành cho các bạn một chút xíu thời gian. Liệu cái năm vừa rồi, từ cái bổn mạng năm ngoái cho đến cái bổn mạng năm nay, liệu các em có thấy nhiệm vụ giúp lễ của mình là quan trọng không? Các bạn thử suy nghĩ trước Chúa đi, không cần phải trả lời cho anh Long, các bạn nhắm mắt một chút xíu, các bạn thử xem năm vừa rồi mình có cảm thấy Chúa quan trọng với mình qua cái việc phục vụ thánh lễ không, hay là em chỉ đi đeo theo đám đông thôi vì sở thích niềm vui riêng thôi. Và bước vô thánh lễ chúng ta có tham gia với lại một tâm tình sốt sắng nghiêm trang không? Và giúp lễ là phụng sự Chúa chứ không phải là biểu diễn các hoạt động trên danh cung thánh. Các bạn thử suy xét lại, hồi tâm lại, coi coi mình có thực hiện đúng cái chức năng giúp lễ của mình không? Rồi các bạn thân mến, vậy thì anh Long hỏi lại, giúp lễ có phải là một công việc bình thường các xứ có thì xứ mình cũng phải có không? Nhưng giúp lễ nó là gì? Là một ơn gọi. Rồi nói lại giùm anh Long, giúp lễ là một ơn gọi. Vâng, tất cả các xứ mà anh Long đi giúp, khi mà nói chuyện với các bạn giúp lễ thì luôn luôn nhắc đi nhắc lại một điều rằng giúp lễ là một ơn gọi. Đố các bạn hồi nãy ở trong cái đoạn tin mừng, ngoài Đức Chúa gọi Samuel ra có thêm một nhân vật nào nữa? Ông gì? Ông Eli là ai? Là thầy. Vậy thì ông Eli khi mà ông ở trong đền thờ, hàng ngày ông vô ông đọc thánh vịnh, ông đọc lời tán dương Chúa, ông thắp hương, ông xông hương hòm bia Thiên Chúa, thì đố các em có ai kế bên? Samuel. Vậy thì Samuel giống một cậu giúp lễ không? Giống tụi em á. Khi mà ông Eli dâng của lễ lên Thiên Chúa thì Samuel đứng kế bên làm gì? Phụ hay người ta gọi là giúp. Mà giúp ở trong một cái cuộc nghi lễ như vậy người ta gọi là giúp lễ. Đơn giản vậy ha. Vậy thì các em đứng kế bên bàn thờ. Hôm bữa lễ tuần thánh, anh với anh Ân đứng ở trong phòng áo, muốn bật quạt, muốn làm cái gì thì cũng đều nhờ giúp lễ, đúng không? Tụi anh không có tự tiện chạy lên đó, có muốn cũng không lên nó được. Vậy thì các em là cái người đứng trên bàn thờ, cho nên cái phiên giúp lễ của tụi em là sự trung tín và dấn thân mà tụi em dành cho Chúa. Tụi em bỏ cái phiên đấy, thánh lễ có thành sự không? Có. Thánh lễ vẫn thành sự bình thường. Tại vì cái người mà làm nên thánh lễ thành sự hay không là do
do cha đóng vai trò giống như cái ông nào trong kinh thánh hồi nãy mình nghe, ông Eli. Còn mình phụ, thí dụ như có mình thì cha đỡ mệt, không có mình thì cha làm hết tất cả mọi thứ. Hoặc là ông chùm phải bê lên sẵn hết cho cha. Và tụi em thấy cái những cái hình thức như vậy nó có trang trọng không? Không, nó thiếu người, nó không có trang trọng một tí nào. Cho nên kể từ hôm nay trở đi, chúng ta quyết tâm rằng khi đến phiên thì chúng ta phải giúp. Không phải là chúng ta giúp là để cho nó đủ người, nhưng vì đó là lời mời gọi của Chúa thông qua cái lịch chia của anh trưởng, thông qua cái lịch chia của cha sở, đúng không? Bây giờ Chúa nói chuyện có nghe được không? Chúa nói ngang qua người này người kia. Ví dụ như Chúa muốn chia sẻ cái gì thì Chúa linh hứng qua cho anh Long, anh Long chia sẻ lại cho các bạn, đúng không? Rồi, phục vụ bàn thờ là một hình thức các bạn hỗ trợ cho cha để cho thánh lễ trở nên sốt sắng. Cho nên các bạn khi bước vào trong thánh lễ, chúng ta phải giữ một tâm tình sốt sắng và nghiêm trang. Vì trước thánh lễ tụi mình có đọc cái kinh gì nhỉ? Kinh trước khi phục vụ bàn thánh. Có ai tụi em, từ lúc mà tụi em có trí khôn tới nay, tụi em có thấy ai dám đứng chống tay vào bàn thờ đứng nói chuyện không? Không hề. Và bàn thờ là cái nơi quan trọng nhất. Ví dụ như giáo xứ của chúng ta không có hội trường, không có nơi để diễn văn nghệ, buộc lòng chúng ta phải sử dụng nhà thờ, thì đố các bạn các cha sẽ làm gì? Đúng, các cha sẽ có một bức ngăn, ngăn giữa gian cung thánh và cái phần dưới gian cung thánh. Ha, các bạn là người quan trọng, gian cung thánh là nơi quan trọng, cho nên rất cần các bạn hiện diện. Vì thế có bỏ phiên không? Không. Chúng ta vâng lời Chúa qua việc gì? Tuân giữ cái lịch giúp lễ. Và điều cuối cùng anh Long muốn chia sẻ cho các bạn, phục vụ bàn thờ chứ không phải là biểu diễn trên bàn thờ. Anh Long biết chắc chắn rằng khi các bạn mặc những bộ đồ như vậy nè, nó đẹp. Nhưng mà tụi mình mặc cái áo trùng thâm lên, tụi mình mặc cái áo đỏ, có cái áo súp ly màu trắng lên, nó đẹp hơn không? Đẹp hơn nhiều. Tự nhiên dáng tổng tài hot boy Hàn Quốc là nó lộ lên liền, tự nhiên đẹp lên liền. Ai mà để thêm tóc Hàn Quốc nữa nhìn là cool ngầu liền. Vâng các bạn, lên trên phòng áo rồi, đố các bạn phòng áo còn có một cái tên khác gọi là phòng thánh. Cho nên phòng thánh là cái nơi chỉ làm gì? Chỉ để cử hành và chuẩn bị những sự thánh, chuẩn bị rượu bánh, chuẩn bị vật phẩm thánh để đưa ra bàn thờ. Cho nên cái gian cung thánh nó đã cực trọng rồi, cái phòng thánh phía sau cũng là để phục vụ cho gian cung thánh. Chính vì thế các em không nên vào trong phòng thánh để mà nói chuyện, đi lễ. Không có phiên giúp lễ thì mình sẽ xuống dưới dự lễ. Phòng thánh không phải là nơi để chúng ta ngồi tám dốc bấm điện thoại với crush. Ha, phòng áo. Cái thứ hai, đến phiên giúp lễ thì chúng ta phải giúp lễ với một bầu khí sốt sắng. Bước ra bàn thờ, các bạn không tỏ ra những hành vi cử chỉ vội vàng. Cứ từ từ mà làm tụi em, cứ từ từ mà làm, không có gì phải chạy hết. Cái hôm vừa rồi anh Long hỗ trợ các bạn tam nhập thánh đó, có những cái phiên nó rất là nhịp nhàng, nhưng có những cái phiên các bạn giúp lần đầu, ui trời ơi,
các bạn coi như là các bạn nhiều cái chi tiết quá, các bạn chạy tung hết trên vàng cùng thánh, cái đó được không? Không, nó vẫn thành sự, nó vẫn có việc ấy. Việc của mình có xong không? Xong, nhưng mà về hình thức ở bên ngoài có đẹp không? Không, nó không có đẹp. Các bạn, nếu như đã có lần nào các bạn tham dự các thánh lễ do Đức Giáo Hoàng chủ sự, hoặc đi đến nhà thờ Đức Bà xem các thầy chủng sinh, hoặc là những anh lớn trong nhóm giúp lễ của chúng ta giúp lễ, các bạn thấy có vội vàng không? Không, từ tốn. Vì thánh lễ không cần nhanh, thánh lễ chỉ cần trang trọng, sốt sắng. Mình phục vụ, cha nói em ra thắp nến thì chúng ta cứ từ từ bước ra thắp nến, rồi từ từ bước vào. Lỡ khi su cà na cái hồn quẹt nó hư, nó không lên thì làm sao? Hay là mình đứng chết chà nó không lên rồi, có cần vậy không? Không, chúng ta lại tiếp tục từ từ đi xuống bái bàn thờ, rồi từ từ đi vô, vô nói ông chùm cho con mượn cái hồn quẹt khác, rồi lại từ từ đi ra. Không có gì phải vội hết ha. Và cái cuối cùng đố tụi em, trong gian cung thánh, trong nơi cực thánh là từ cái màu đỏ của nhà thờ mình ha, đố tụi em ngoài thánh lễ thì chúng ta sẽ bái cái gì? Rồi mời em, bái gì? Ngoài thánh lễ chúng ta sẽ bái gì nhỉ? Rồi mời Phước. Dạ cái này là bái mình đánh Chúa. Mình đánh Chúa ở đâu? Ở trong nhà tạm. Vâng, chính xác. Ngoài thánh lễ chúng ta sẽ bái mình Thánh Chúa đang hiện diện trong bí tích thánh thể, trong nhà tạm. Vậy ngoài trong thánh lễ thì chúng ta sẽ bái, bắt đầu ca nhập lễ thì chúng ta sẽ bái gì? Bàn thờ. Cho nên hôm bữa anh Long thấy các bạn giúp lễ, khi mà các bạn làm cái gì ở ngoài bàn thờ xong, các bạn quay vô các bạn bái mình Thánh Chúa ở trong nhà tạm. Lộn ha, lộn bên thôi, không có sao. Nghĩa là trong thánh lễ chúng ta sẽ bái bàn thờ ha, bái bàn thờ. Và một cái nữa, hôm trước ở trong nhà của chúng ta có cái nhà tạm để đựng mình Thánh Chúa. Ở phía trong phòng áo á, trong phòng thánh á, các bạn đi qua đi lại, đi qua đi lại được không? Không, không có được. Cho nên các bạn, khi mà các bạn đến với phòng áo, hay các bạn gọi là phòng thánh, với một tấm lòng là sốt sắng và trang nghiêm, tất cả mọi vật dụng ở trong đó, từ cái phẩm phục của cha cho đến cái áo của các bạn mặc á, cái áo anh ba, cái áo trắng đỏ, các cái vạt, các cái đai các bạn sử dụng, nó đều là phẩm phục cho phục vụ. Cho nên chúng ta phải hết sức kính cẩn để mà gìn giữ những cái vật phẩm đó ha. Vì các bạn là những Samuel đứng kế bên bàn thờ, cho nên chúng ta cần một sự trang nghiêm để giúp. Giúp ai? Giúp cha. Rồi cuối cùng đố các bạn, giúp lễ là một ơn gọi, và các bạn là những Samuel giúp ở đâu? Ở trên gian cung thánh, kế bên cha xứ, mà chúng ta sẽ nhìn được vị linh mục làm cái gì trên đó luôn ha. Vậy thì chúng ta sẽ dành với nhau một ít phút thôi, một ít phút để mình có thể tĩnh lặng lại, để mình có thể tĩnh lặng xem tôi có thể làm được gì cho Chúa, cho giáo hội qua những cái công việc nhỏ bé là giúp lễ thôi. Tôi có thể làm được điều gì để Chúa được tôn vinh nơi công việc của tôi? Dễ không các bạn? Không dễ một tí nào.
Các bạn có thể bỏ một phiên giúp lễ để các bạn đi đánh game. Thoải mái không? Thoải mái. Đi đánh game sướng hơn chứ. Giúp lễ buồn ngủ lắm. Các bạn có thể bỏ phiên giúp lễ để các bạn có thể đi chơi với bạn bè. Hoặc các bạn không giúp lễ, các bạn ngồi trong phòng áo để các bạn nói chuyện thôi. Có được không? Không. Không có được. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ dành một ít phút thinh lặng với nhau để chúng ta cầu nguyện với chính ơn gọi là giúp lễ của anh em tụi mình. Mình cũng đã từng xuất thân từ giúp lễ và sau đó mình đi tu. Các bạn có thể mai mốt các bạn giúp lễ xong, các bạn có thể trở thành một tu sĩ, hoặc là không, các bạn trở thành một người cha, người chồng trong gia đình. Nhưng rồi con của các bạn cũng sẽ được hướng dẫn theo giúp lễ. Vì giúp lễ là cái nơi giúp cho các bạn như các bạn gần Chúa nhất. Nếu như chúng ta không gần Chúa thì chúng ta sẽ gần những cái điều khác, và có khi những cái điều đó nó không tốt cho tụi mình, đúng không? Và giờ giúp lễ là cái giờ để các bạn cầu nguyện gần với Chúa nhất. Rồi bây giờ xin mời các bạn cùng đứng, chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa.